và đây mình có gì các bạn quá trời những chiếc khủng long mô hình được chơi luôn các bạn, nhìn đã chưa kìa. Đã chưa, wow, đây mình có quá trời mô hình được chơi khủng long khác nhau luôn. Và đây mình có gì đây các bạn, đây là con Indominus Rex các bạn, con khủng long không có trong thời tiền sử mà chỉ có trong bộ phim thôi các bạn. Đấy, ở đây chúng ta có con khủng long Indominus Rex Lego. Wow, con này tháo lắp được đấy các bạn, này mở cái này. Tháo được phải không? Ơi chết rồi, mình không biết cắt gắn vô. Không có cái khớp này các bạn, đây mình chỉ cần gắn cái khớp vô đây nha. Ây cha ơi, cứng nha. Chết. Ui cha, cái khớp nó cứng lắm kìa. Ok nha. Chứ con lâu in rồi, chúng ta nó trở lại. Nhìn khá là vui vậy. Wow, đây mình có Indominus Rex đang cầm được. Cho nên các bạn cũng chung tôi với các bạn cùng T-Rex phiên bản. Thằng làm bị Mosasaurus, một con khủng long với cái người khá là dài luôn các bạn. Cái người nó không dài tới bị 4 mét luôn á các bạn. Nhìn nó bự chưa kìa, đây là con Mosasaurus thương long thời tiền sử đi các bạn. Gai của nó trên người nó này. Wow, các bạn thấy cái phần gai của nó chưa, đã chưa kìa các bạn. Đây là con Mosasaurus khổng lồ luôn nha. Wow, đây là Mosasaurus thì các bạn, con thằng làm biển đang bơi dưới nước nhìn đã chưa kìa đó. Chúng ta một con thằng làm biển khi khá là to luôn nha, thấy không? To chưa kìa. Ở đây mình có một chú gấu nâu các bạn, nhìn nó khá là đáng yêu nha. Wow, con mắt của nó màu xanh lá cây kìa các bạn. Ở đây mình có một chú gấu nha các bạn, màu đen thui luôn. Wow, màu nâu nâu chứ phải đen nha các bạn. Đây, một chú gấu khá là đẹp luôn các bạn. Đã chưa. Wow, chú khủng long Amagasaurus màu đỏ nhìn ngầu chưa kìa. Và đây là con Amaga của mình đây các bạn, nó có một cái màu đỏ rực luôn nha. Đấy, các bạn thấy nó đẹp chưa vậy đó. Và ở đây mình có khủng long Amagasaurus với những chiếc gai trên lưng nhìn khá là ngầu luôn. Wow, gai nhọn chưa kìa đó, người đỏ rực luôn kìa. Wow, đây là Amagasaurus đây các bạn thấy không, nhìn nó đẹp chưa kìa thấy không. Đây là con khủng long với những cái gai nhọn này các bạn, nhìn đẹp cực kỳ luôn nha. Amagasaurus. Wow, tiếp theo là một con Brachiosaurus các bạn. Đây là con khủng long thuộc chim màu gần Brachiosaurus, còn lại nó có một cái màu hồng hồng khá là đẹp luôn thấy không. Như các bạn thấy con khủng long của mình nó khá là ngầu luôn á, có cái miếng màu sau lưng đó này. Đây là khủng long Brachiosaurus chim màu gần của mình nha. Brachiosaurus, một con khủng long thuộc chim màu gần kìa các bạn, nhìn đẹp chưa kìa. Ở đây mình có cả khủng long Bara nữa nha đó. Nhìn nó ngầu chưa kìa. Wow, các bạn biết là gì không? Wow, đây là chú thể rừng xanh các bạn, đây là con hổ đây các bạn. Đấy, ở đây chúng ta có một chú tiger. Và những cái bằng người đó các bạn, đây là bằng hổ nha, nhìn rất là đẹp luôn thấy không. Đấy, trong chị dân gian là người nông dân bắt nó lại và chói nó lại nên nó tạo cái bằng này các bạn. Đấy, mà không biết đúng hay không nha, nhưng mà những chú hổ này phải là quá đẹp luôn các bạn. Wow, có một cái màu sắc phải là quá ngầu luôn. Wow, và đây mình có gì đây các bạn, một con khủng long Basin Triceratops, nhìn nó to chưa kìa. Các bạn thấy con khủng long ba sừng của mình chứ các bạn, cực kỳ to lớn luôn nha, với sừng khá là nhọn là một cái sừng nó bị gãy mất tiêu rồi. Các bạn đó trong cuộc chiến nào đó mà nó bị hạ gục ở lại cái sừng rồi. Wow, và đây là con Stegosaurus các bạn, đây là con khủng long Triceratops live với Stego nha các bạn, nó có những cái gai của con Stegosaurus thì các bạn, cái đầu của con Triceratops. Iguanodon, wow, và đây là con khủng long Iguanodon các bạn, khủng long thuộc bộ móng vuốt Iguanodon các bạn, con này nó khá là đẹp luôn nè các bạn, có thể thấy con khủng long của mình không? Đấy, cơ bắp của nó khá là dày luôn, đấy, cái cơ của nó đẹp không, rất là cứng luôn nha các bạn, dày cực kỳ luôn nha. Đây là con Iguanodon thời tiền sử của mình đây các bạn, to chưa kìa, con này là móng vuốt. Wow, Iguanodon nó đây bị một con Indoraptor cắn và hai chân ngầu chưa kìa. Tiếp theo mình có con gì đây? Wow, nhìn nó giống như là cái con gọi là con Hydra đấy các bạn, con quái vật chín đầu đấy các bạn, nhưng mà con này có hai đầu đấy nha. Đây, ở đây mình có một con rồng hai đầu. Wow, nhìn đẹp chưa kìa thấy không? Hình như một cái đầu của nó là phun lửa, còn đầu còn lại không biết phun cái gì ra nha. Những chú rồng hai đầu xíu đẹp luôn. Wow. Wow, và đây là nhân vật chính của chúng ta đây rồi, một con khủng long bảo chúa tư ghét. Con có nút gì đây nè. Thì ra là cái dấu hiệu của nó các bạn, để nhận biết được đây là của hãng nha. Wow, con mình muốn bấm ở đây nữa nè. Wow, bấm mà đá miệng nữa các bạn, vui chưa kìa. Quay, ở đây mình có một chú khủng long T-Rex bấm há miệng được nè, nhìn khá là thú vị nha. Wow, chú khủng long bảo chúa T-Rex khá là to luôn các bạn, bự chưa kìa, nhìn rất là ngầu luôn. Wow, Indominus Rex và cả một con T-Rex nữa các bạn, hai con đang ngầm người nhìn nhau nhìn ghê chưa kìa. Ở phía xa xa là con gì đây các bạn, đây là con Stego các bạn, con khủng long với những chiếc gai nhọn này các bạn, đây là con Stegosaurus các bạn, con khủng long gai màu đỏ mà người của nó có màu vàng vàng nữa kìa.
Wow, một cái kẻ màu đen khá là đẹp luôn nha các bạn. Đây là con khủng long gai Stegosaurus, thời tiên sử của mình. Các bạn nhìn nó to kìa đâu. Wow, Stegosaurus đây rồi. Ở đây mình có cả một con khủng long gai Stego để các bạn kiếm long Stego khổng lồ luôn kìa các bạn. Con này có bốn cái gai nhọn ngay đuôi này, nhìn rất là ngầu đấy chứ đâu. Đấy, thấy to chưa kìa. Quá đã luôn. Đó. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Wow, thì ra là một con khá mập Megalodon các bạn. Wow, chú cá mập với những cái răng khá là nhọn luôn nha các bạn. Đấy, các bạn thấy con Megalodon của mình với các bạn nhìn ngầu cực kỳ luôn nè. Đó, nó có cái bay trên lưng nữa đây các bạn, nhìn đẹp chưa? Đây là con Megalodon The Best của mình đây các bạn, nhìn quá ngầu luôn nha. Wow, ngầu quá trời ngầu. Oh, có cả Indoraptor nữa à. Đây là con khủng long Indoraptor của mình đây các bạn. Wow, và đây là con Indoraptor, con khủng long với cái phẩy lưng của nó các bạn. Đấy, các bạn thấy cái phần lưng của nó gai không là gai đấy này. Quá đẹp luôn nha. Đây là chú khủng long Indoraptor thời tiền sử của mình đấy các bạn. Wow, Carnotaurus và cả Indoraptor đi các bạn. Hai bên đang là một con sao nhìn thấy chưa? Bạn, nó giỡn là con này không có trong thời tiền sử nha các bạn. Nó giống như con Indominus Rex hồi nãy á. Con này không có trong thời tiền sử. Oh wow, và đây mình có là một chú Rhino. Ở đây mình có con tê giác nữa các bạn. Đây, ở đây mình có con tê giác màu vàng khá là đẹp luôn. Cái sừng của nó nhọn chưa kìa các bạn. Ồ, tê giác gì mà có giống màu vàng đó nha. Nhìn dễ thương ghê chưa kìa đó không. Rồi, là đây là những con loài mà đang trong nguy cơ rất là cao nha các bạn. Chúng ta cần phải bảo vệ nó nha. Để các bạn lớn lên các bạn nhớ bảo vệ nó nha. Ở xa xa chúng ta có dưới đây một con Styraco các bạn. Wow, và đây là khủng long gai Styraco. Các bạn có 5 sừng này, gọi là khủng long 5 sừng các bạn. Nhưng mà thật ra nó có khá là nhiều, có một cái sừng duy nhất thôi nha. Đây là những cái miếng mô còn lại của nó các bạn. Cái này cũng không gọi là sừng nha. À, cái này gọi là gì mình quên mất tiêu rồi. Nó giống như bộ phận của xương hơn là sừng các bạn. Sừng nó nằm ở đây nè. Đây là con Styracosaurus. Để coi đồng bảy đó con này. Ồ, có vẻ cái khớp của nó không hoạt động được các bạn. Con này có cái khớp như đuôi á, mình cứ ấn và nó gật gật cái đầu được nha. Qua đây mình có gì đây các bạn? Một con khủng long Styracosaurus. Đây là con khủng long gai 5 sừng nha các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn kìa các bạn. Nó gật gật như vậy nè. Ok. Oh, ở phía xa xa mình có gì đây các bạn? Một chú hươu cao cổ giraffe. Wow, và đây là con hươu cao cổ. Ui, con này to ghê chưa kìa các bạn. Con này mà làm mồi cho khủng long thì nó đã cái nào vậy? Này, ở đây mình có một con hươu cao cổ đấy các bạn, nhìn bự quá trời bự luôn. Đấy, nhìn đã chưa kìa, đây là chú giraffe của mình đấy các bạn. Xịn nha. Oh, wow, ở đây mình có gì đây? Găng tay của một con khủng long bạo chúa các bạn. Wow, đây là găng tay đầu khủng long T-Rex khổng lồ luôn. Wow, một cái găng tay khá là đẹp luôn các bạn. Đây là găng tay T-Rex, Tyrannosaurus khổng lồ của mình đấy các bạn. Tiếp theo là gì đây? Wow, T-Rex vừa hạ gục được con khủng long T-Rex không các bạn. Nhìn ngầu chưa nha. Oh, một con cá sấu Deinosuchus chết. Wow, đây là loài cá sấu thời tiền sử có màu vàng, nhìn ngầu quá trời ngầu luôn. Lưng của nó có những cái lớp gai vàng dọc xuống đuôi luôn kìa đó. Đã chưa kìa, đây là con cá sấu Deinosuchus chết khổng lồ. Wow, Deinosuchus chết nguyên một con cá sấu khổng lồ các bạn. Quay con này bốn chân mà nó chạy nhanh ghê chưa kìa các bạn. Đây là loài cá sấu thời tiền sử Deinosuchus chết nha các bạn. Thấy bự chưa? Con của mình đây. Dữ chưa? Con này hình như là cái con quái vật gì trong Godzilla này các bạn. Con mà có cái mai trên này này các bạn. Mình nhớ quen lắm nhưng mà con này có hai đầu, mình nhớ con đó có một đầu thôi. Đấy, ở đây mình có một chú quái vật gì đó khá là lạ luôn nha các bạn. Ai biết nhớ comment cho mình biết nữa nha, mình không biết con này tên gì. Ở đây mình có một chú khủng long Pentaceratops luôn các bạn. Đây là một trong hai khủng long cuối cùng rồi. Đây là con Pentaceratops mình đi cùng nhau. Ở đây mình có khá là nhiều khủng long Pentaceratops với nhau, nhìn nó đẹp chứ kìa. Ceratops và cuối cùng chú đen ngày hôm nay của mình là gì đây? Wow, một cái găng tay đầu cũng là bộ chú T-Rex. Nó đỏ luôn luôn kìa. Đây là con găng tay đầu T-Rex của mình, các bạn nhìn ngầu chưa kìa đó. Indominus Rex và cả T-Rex hai con đang nhìn nhau gầm gừ, nhìn có vẻ khá là ghê luôn á nha. Đã chưa kìa. Bạn cho lục channel này quay và đây mình có gì đây bạn quá hiển luôn chưa được các bạn nhìn đại chưa. T-Rex khổng lồ luôn. Ok, và đây mình coi gì đây các bạn? Đây là chú khủng long Amagasaurus, rất là con khủng long màu đỏ, nhìn đẹp chưa kìa, và những chiếc gai khá là nhỏ trên lưng nha. Đây là khủng long thuộc họ cổ dài các bạn, Amagasaurus. Gai nhìn đã cực kỳ luôn nha, có một cái động. Và đây mình coi gì đây? Amagasaurus. Wow, một con khủng long gai Amaga nha. Nhìn gai ngầu chưa kìa. Đỏ khá là đẹp luôn.
wow, một chú khủng long Spinosaurus. Wow, đây là con Spino với cái miệng khá là dài đấy các bạn. Đây là một con Spinosaurus các bạn các bạn. Bạn nó nhìn như cánh bướm mà nó rất là to lớn như thế. À, đây chúng ta có con Spino khổng lồ. À, nhìn đẹp chưa kìa thấy không? Vậy lưng nó nè. Wow, nó có một cái màu cam khá là bắt mắt luôn. Giờ người của nó có màu đỏ đỏ này các bạn, nhìn đẹp tuyệt vời. Wow, con Spino khổng lồ xanh kìa các bạn, ở đây nhìn như con khủng long Giganotosaurus kìa thấy không? Kỳ luôn nha. Oh, ở đây mình có gì đây? Giraffe. Wow, một chú hươu cao cổ các bạn. Đây là hươu cao cổ của mình đấy các bạn. Wow, sở hữu chiếc cổ khá là dài như con khủng long cổ dài ấy nhờ. Đấy, ở đây chúng ta có con giraffe này các bạn, nhìn dễ thương chưa kìa. Wow, nó có một cái màu cam cam đấy các bạn, hình như cái chấm chấm hay đó nha. Wow. Wow, dùng chính chúng ta đây rồi. Đây là con khủng long bạo chúa T-Rex đang há miệng rất là to luôn. Để mình chọn con cái nút nào. Đây, con có cái nút gì đây nè. Oh, mình bấm mà đã thay đổi cái vết thương trên người nó các bạn. Đó, nó như cái vết cào ấy, nhìn rất là hay luôn nha. À, hay luôn nha. Oh, cái này là cái miếng gì đây các bạn? À, oh, các bạn. Cũng là bỏ chú T-Rex của Spinosaurus. Các bạn, nó không có tác dụng gì nhé nha. Ok, đây là một con bỏ chú T-Rex. Xịn chưa kìa các bạn? Wow, một con hồi còn con lòng T-Rex khá là to lớn nha. À, để một bên lục. Wow, đây là Stegosaurus. Ở đây có cả khủng long gai Tego đây các bạn. Con này có màu đỏ nha, nhìn đẹp cực kỳ luôn nè các bạn. Đây đó, một con Stegosaurus với cái người của nó trắng trắng đỏ đỏ đây các bạn. Bốn cái gai đuôi là cái vũ khí của nó, là đây là những người vũ khí rất là nguy hiểm và rất là nhọn, là giờ đánh vào phát lột thì thôi. Ui thốn nha. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Một con Stegosaurus khổng lồ đó, một con khủng long gai nhìn khá là to lớn luôn. Tiếp theo là một chú Brachiosaurus, một con khủng long thuộc chi màu gần. Con này có màu sắc khá là đẹp luôn nha các bạn. À, cái lưng của nó có màu xanh lá cây và người của nó có màu vàng vàng nè. À, ở đây mình có một chú khủng long Brachiosaurus nha các bạn. Cái đầu của nó nè, nó có một cái chi màu mà nó đây. Brachiosaurus, một con khủng long thuộc chi màu gần khá là thân thiện luôn nha các bạn, nhìn nó đẹp cực kỳ đấy nha. À, đẹp chưa kìa. Con gì là trắng tiêu rồi. Oh, nhưng mà cũng rất là đẹp nha. Oh, wow, đây là con nguyên một con hổ tiger đấy các bạn. Này chú tại đường rộng đấy các bạn, ở đây mình có một chú tiger đấy các bạn, một chú hổ khá là ngầu luôn nha. Đó, các bạn thấy con hổ của mình chưa, nhìn rất là đẹp luôn nha không. Wow, nó có những cái vằn nhìn đã chưa kìa các bạn, những chú hổ này sẽ có những cái vằn rất là đẹp luôn. Ở phía xa xa mình có gì đây? Wow, ở đây mình có cả mô hình của một chú rồng nữa đấy các bạn. Đó, nhìn đã chưa kìa thấy không. Wow, và đây là một chú rồng đấy các bạn, một dragon khá là ngầu luôn nha, nó có một cái màu xanh xanh đấy các bạn. Đấy, nhìn đẹp chưa kìa thấy không. Wow, wow, gì đây, wow, một con khủng long hai đầu các bạn. Đấy, ở đây mình có một con khủng long hai đầu, nhìn to chưa kìa. Wow, cái lớp gai của nó nhìn đã chưa thấy không. Đó, một chú khủng long khổng lồ luôn các bạn, sở hữu hai chiếc đầu này ha. Wow, con này đẹp nha. Ở đây mình có gì đây? À, thì ra là một chú sư tử các bạn. Wow, và đây là con sư tử, bộ bòm sư tử phải nói là quá đẹp luôn. Người của nó có màu vàng vàng này các bạn nhá, cái cổ nó vàng vàng nhìn đẹp chưa kìa ta. À, nhìn đã chưa kìa, con này nó có cái màu lớp trong màu trắng nhìn đã nha. Wow, và đây là con lion, một con sư tử các bạn. À, ngầu cực kỳ luôn nha.